Hồng chúng ta, hồng báo chúng ta được chọn, được sống lại.
cái này là bỏ các cái bộ phận kỳ quặc, ví dụ bộ phận kỳ quặc, à cái ta là cái bộ phận không, ví dụ bộ phận kỳ quặc là sáu phần đó ra thì biết gì kỳ quặc ha, cái còn đâu mà mọi người thì có một tỷ là gì tất cả mọi người sẽ học thấy thì gọi là cái gì công việc, tức là khi chúng ta thấy cái yêu cầu của chỉ công việc mà ngồi chúng ta ra ở cái đường dân viên khác thì phải công chuyên môn người ta thì chúng ta cái bộ phận là kết quả nó bao gồm cả hợp đồng, bao gồm cả cái gì phí, bao gồm cả cái gì tài chính thì chúng ta phải bố trí những người đó ở trên đó để cái gì tài liệu để cho chúng ta đưa ra cái là người như vậy làm đưa ra cái về cái sau và cái này cái gì giải quyết luôn, chứ không phải chúng ta là phải cái sau này còn kia leo lên tầng ba của tầng một để giải quyết cái gì để cho còn cái gì chỉ có một cái việc tới cái hàng đó, nếu mà cái hàng phải chạy muốn chạy tới cái gì thì không có à khi cần thì đóng vào toàn đời còn tiền là một cái hai cần thì chỉ cần chạy qua một tổ đó và tất cả các cái công việc của cái đó là cái giải quyết xuất hiện thứ tư rồi các cơ quan công quyền cũng bắt đầu tổ chức thì chỉ kiểu như là tức là các cái bộ phận mặt bằng mở hay là bộ phận giải quyết công việc mở chúng ta gọi là bộ phận một cửa tức là bao giờ thì tất cả mọi việc là đi học giải quyết cần thì chỉ kiểu tham mưu cho cái người mà khách hàng không phải chạy nhiều chạy suốt các cả hơn cho nên của ý tưởng cái gì của ông quyền mà anh có việc xây dựng cái gì đấy trung tâm hành chính của địa phương tập trung lại cho để gì để tất cả các sản phẩm này sẽ có một thông báo cho người dân nghe nhớ không cần phải là những cái gì sở chúng tôi sẽ không bao phải những cái gì đó để cái nhà sở đó có phải những cái gì không để cho chúng ta đi sở hay sở kia sở sau hay một cái gì đó phản hồi cái con người này những cái người dân không thể có mặt trong phản hồi chỉ từ ban chủ bộ phận biết dân không cái là diễn qua thì đó thì rất nhiều quả cái thể chế là thẩm quan các thủ đô lý lãnh khác là các bảo vệ đều lên những cái gì đó ra và các thể chế mà bảo vệ thì chúng ta mới có thể làm không bảo vệ đó cái là cái tinh thần gì đó thì chúng ta sẽ có cơ quan đăng ký công dân ở dưới tầng bao bao các sở dân đó và các chủ đề đó rồi còn lại là cần đưa cho các chỉ tiêu điểm giải quyết trên trong những quả là những cái đồ đồ đó tôi cũng giải quyết được trước là ba đến học hành các người dạy là con cái thời gian rất là tốt đọc để học biết là bài này thì thấy là cái thứ nhất các bạn như vậy thì bây giờ thì kiểu mà con bảo để người ta là con có bảo không được cái đó cũng tiếp tục kiểu như vậy là cái việc bố lâu về những việc công việc của các bạn rất là quan trọng rất là quan trọng cái thứ hai là phải chúng ta tiết thời gian để mà phải chúng ta xin được phát triển để phải có thể được cái chúng ta cái gì mà phải có bạn. Thế còn bây giờ không có cái gì mà máy cái con da này thì không thể cho nó. Thế thì chúng ta cũng bảo là
cho cả hai. Phải làm cho được tốt tốt từ việc từ việc sai đó, phải xem việc nhờ phải chúng ta có việc hoàn thành của việc thứ hai thì chứ cái phẩm nhờ chúng ta không quan không chỉ có ăn phải giao hai tên không có từng thứ nào không chỉ bị nắm cơ sở để cái thành viên phải ra thành viên người bị chơi khi đều được của cái gì đó có phải để cái người dân giữ đất tiền to phải tâm để một từ một tiếng cho đó cái này này cái gì đấy cho cái phẩm chỉ tin mua mà được đấy. Đó, tất tiền cho người dân đó, cả cái bản tiền thân, đó, để làm những bác đó, anh để chết làm gì còn tiền được đó, chứ, đó, vui, đó, không có thì để anh còn về cái bản mà đầy đó, mà chỉ chi được mua, đó, không chỉ có cái gì cái bác đó, còn còn cái đó, chứ còn phải cái bác này, cái này, cái năng mà tu điền cái chuyện đấy, tu điền đây, không phải cho được tu được cái gì, chính ra có cái bác cái gì đó, đó, mà phải chứ, phải đỡ, phải tự, rồi cuối cùng cũng được thiết kế để các bạn có thể lấy cái những chi phí cho thiết kế chỉ là các công nhân làm được cho bà đào cũng có lợi được cho thành phố thì là từ ngoài đường có thể cụ thể chi phí thiết kế đến thì đấy thì giờ đó là những cái gì được bà con được chịu hạnh đó ông bà con là cái gì bà con muốn tiền bạc một tiền giàu cái không mà phải đi thầy không đi không tiền cho ba phải chịu phải cho ba cả không để được cho cái năm chỉ ba để bắt được tiền hoa là mình muốn được cái năm chỉ ba bây giờ cái năm chỉ mươi cái đó là cái tiền hoa là ba chỉ ba cái gì cũng nói cái tiền hoa cả tất cả những chi phí tiền hoa bán hoa bán hoa cả cái gì đó lấy ra đâu lâu dần mà tôi để cho tiền hoa là đi bắt cái gì đó được cái bạn mỗi tiền hoa một trăm mà bắt ra một cái cái đó là cái tiền hoa số tiền hoa đi của bố tôi đưa ra cái gì mà có cái hoa gì cứ nuôi lên có cái bắp rất dài đấy thì người ta tự bổ trí trong không gian đó, cái này còn rất nhiều cái cách
để chúng ta bố trí để không gian làm việc. Thì đó là một số các nội dung liên quan của phòng văn phòng. Văn phòng còn có những tiện vì bàn ghế rồi phải bị dễ bị to rồi phải bị đầu tư xây dựng cơ bản các bạn. Và vấn đề là trong cái công tác cải thiện quản lý văn bản và công tác cải thiện ứng xử văn bản cải thiện một chú ý giao thức thì đặc biệt là mỗi văn bản phải tổ chức cái ứng xử văn bản mà chúng ta bắt đầu đó. Còn văn bản nó cũng bị cải thiện chỉ ra cải thiện ra để điều hành đó để rồi cải thiện giao tiếp để ghi nhận kết quả để làm minh chứng cho sự tồn tại các nơi mà nó còn là minh chứng thực sự à các cái việc ứng xử văn bản là bắt buộc. Để tốt từ các bạn và hỏi sẽ tốt thủ với các bạn mong là phần tiền lấy đâu cho việc kiện các bạn để các sự kỹ nào các thành các bạn đó biết tôi nào không được tìm được trên đường tôi không có nhớ là có cả bức tử như thế đây chính là tiền của các bạn nước ngoài nên là tất cả không biết không rõ để trả đủ hết được cả tiền thế này thì trả thì chúng ta không làm được bức tử đúng mong muốn bức tử đều phải làm sao để những nước đó có thể những tiền tài tiền như thế nào và các bạn đã bắt buộc là phải có bảo hoàn giống như chúng ta đi về chủ đề vui mừng của khách có được tất cả những cái đang đang được hết nên là chúng ta phải nhìn các phòng nhân thành biết được làm được đâu là vì mọi người dân của nước ta để việt nam mà họ hết các bài lời dân tây du mục cái việc này là khi chúng ta đến đây chúng ta phải không ta phải cái đam mê thì đam mê cũng được tổ chức đấy rồi đấy là việc chúng ta làm việc khác nhau nhưng không phải không biết được đâu là gì vì chúng ta cũng tổ chức cái việc đấy du mục Thank you.
ngay cả hồ sơ của các chị trong đó khi cảnh tốt nghiệp đó rồi đó các cô các chị nhận hồ sơ đi rồi chúng tôi rất là chỉ mất công để được đúng hồ sơ mấy tên phải đúng hồ sơ đó hay là cảnh kế tâm tôi đề rằng cái gì đó tôi từng những năm qua cảnh bày báo 80 của cái chị trước bây giờ là thức ngày thức kia ở tổ hay tổ kia cảnh như thế nào thời xưa thì nó học được có phải lúc đó anh cho học bài ở đâu đó chúng tôi mặt ra sợ mình bỏ hồ sơ đấy học của cô lên ra là những công việc mà chúng ta ở trước kia là bao nhiêu rồi cảnh như thế thì bao nhiêu là bài mà thời xưa thì chúng ta phải có bài đấy thời xưa tất cả những cái đó đều phải đi đi trong tay thì sao bài là đấy là sao sao bài là đấy nó phải có bài đó cho nên phải như vậy ra việc tập pháp thì có biết đến thì để nữa thì cái đầu này được tập một chút đó bây giờ một con gà cũng làm thêm cái cách này cũng có được thì phải cao đi cũng là cao đi đâu phải thấy có tên cũng được thì cũng phải thì bây giờ học võ hồi cho anh cảnh rất nhiều rất nhiều anh cảnh thì ở các cái điểm chúng ta từ khi bắt đầu về là vào cùng mù thì để cho các em ra được phòng mình cả thậm chí là có những cái tổ chức mà chịu tổ chịu bài tổ cáo đó đó cũng học đấy ông bảo thầy chưa là học về hệ đó là không phải là về chỉ quy cho nó rất nhiều điều đó đó kể cả cái bảo này thì kể cả cái gì cả những người thông tin bố thương anh thầy cũng có là đó ông chỉ có là ông chỉ là thầy chưa phải đâu cả cái ở học cả những cái lớp đó là lớp cả những cái này học lớp bốn lớp tám lớp chín lớp mười ông học không hết thì lớp nào cũng có từ chín cho ba và làm bài viết cho cả một phát triển hoặc là ba năm sau thì đó là một chương trình đào tạo ngắn hạn mà từ chương trình dẫn đại học học của những đại học nhưng mà ba năm sau thì cái chương trình đào tạo nó khác cái chương trình đào tạo của chương trình đó thì những cái chương trình đào tạo này là lệ phí này lệ phí nó quá lớn tham dự cái chương trình đào tạo là cái này là quá lớn cái chi phí đó lệ phí đó là do dài đấy do cái chương trình đó bị phạt đấy cái là cái biển hải còn cái là cái rồi cái là cái biển hải còn cái gì không cái là cái biển hải là còn biển 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 hải đúng không biển hải đúng không cái biển hải còn biển còn trước đây là không phải là cái biển không cái biển hải hay cái biển khác biển hải chúng tôi cũng chắc chắn là có thể chúng tôi không đang cái biển hải cái đó là cái gì 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 đặt mở ra hết, đặt mở ra,
nếu mà cái thứ hai cái thứ ba là nhiều mà đang làm gì đó đó là kiểm tra đầu khi kiểm tra phòng đốc sở sẽ như thế nông thôn là cái chỗ đang làm đấy còn bài là đi phái phòng ta làm gì người ta cũng kiểm tra hồ sơ số tiền đó để hồ sơ để đi ra là anh đi bảo là tức là thuê cái đó cũng có chứng chỉ cho ba nhưng mà có thể đâu chứng chỉ mấy chú bác được thì có thể đâu chứng chỉ thuê cái đó không chứng chỉ cho ba cứ đâu chứng chỉ nếu phòng đó cũng có phải cho đeo cho ba thì làm sao nó tổ chức chứng chỉ hồ sơ chứng chỉ thì đây nó chứng chỉ vì điều đồng điều nhưng mà có chứng chỉ Thank you.
tôi phải đi thì khi tôi đó là cái thông quy định các tiêu chuẩn của cái gì của cái gì tôi bắt đầu một cái nghề nó bỏ một cái gì có thể bấm bảng giấy tờ có văn bị tờ và mà bỏ một cái đó ở các quy định của pháp luật phải chấp nhận luôn ông tôi nghị định đó là có bỏ cái gì tại vì liên quan đến cái gì không thể làm cầu đó chi phí và tất cả thì giấy tờ liên quan đến cá nhân và phát bảo và làm đấy cũng là một cái cách có cách đó là để đem lại cái việc tốt lành cho một số đối tượng thì giờ cách nào thì chúng ta cũng nhớ về cái chúng ta là ở những việc như thế nào thì ở cách để chúng ta còn bảo vệ các môn thể đó thứ nhất là không nên dùng gì cả cách là thứ nhất đó là ăn không được bám bám vào cái áo đó thì chúng ta phải đi để học thì áo sau khi ta đi thì nên giữ giữ chống lại ha đây là thứ áo thì đi để học thì áo đó và ba chúng ta chỉ nhìn thấy cảnh tượng của nắm đầu tóc vì người áo cảnh nhìn người ta thấy người ta thì tất cả các người áo hay người đầu hay người đầu có thể có thể đi nếu mà người tôi cũng không thể trong thực tế họ thì cái cách đi họ thì tất cả những chuyện của họ thì áo đâu đâu đó đó là cái gì tôi nói là còn cái áo đâu cũng phải đâu mà nếu chúng ta biết kỹ như thế thì chỉ còn cháu cảnh có cái gì đó còn sao chúng ta chấp là gì thì họ cứ đi đi chấp là của họ là những chuyện áo đâu chuyện đấy đâu thì có thể tại vì người tốt là cái con sống cái người đó thì nó sống với người tốt cái con dân thì không có ai phải người tốt chúng ta phải hiểu cái đó là vì cái đó là có cái gì không có cái bản bản nào bắt đầu làm cái đó cho nên là người ta chính trị người ta mà chủ yếu là cái chủ đề thì người nói nhất đó là cái chúng tự phát bản thì là cái chủ đề ví dụ chúng ta cái chủ đề ra quyết định tức là ta muốn tất cả quyết định gì đó mà phần kế tiếp sau khi chúng ta cái gì quyết định là bắt đầu mà ta sẽ đón cái thì đã để cho mình nó có một cái phần tâm đấy nó có thể đánh số rất là trung tâm quyết định của năm mươi bảy cách quyết định năm mươi bảy và có chúng ta có thể tùy chỉ quyết định của năm đấy cách như chúng ta đã thì ta chỉ việc là mình tin thì đã quyết định và tin thì chúng ta của năm hai nghìn chúng ta cái điều ba chúng ta sẽ tin được đấy đảm bảo cho mình là cái công trình hiện nay đang được xây dựng đóng là chưa ở trên chủ yếu là chúng ta rút từ năm năm tức là kết quả chúng ta có việc và cái ra là lúc đủ hai năm tức là từ cô thành đến từ đây một năm là từ cô chuyển xuất cái đơn khoảng có 8.000 đến 8.000 thì chúng ta tưởng tượng được ra cái gì tất cả là 8.000 đó họ đã được là hết thì họ ủng hộ cả em là không ra tiền được đâu thì như vậy ít nhất phải có 3.000 hồ sơ lúc đầu đó và như vậy cứ một năm ba mươi phải như ra để bốn năm từ năm bốn năm hồ sơ thì lúc đầu phải được từ cái khó để được sinh hoạt thì lúc từ đó ban quốc các tổ là học bà của học sinh tất cả cái đó không có được quyền đó là những văn bản khác thì phải được chúng ta theo theo quy định qua bao nhiêu năm rồi chúng ta quyền còn hồ sơ học tập phải những điều kiện không có tiền được quyền nhé chúng ta kể cả hồ sơ của ông tổng ông nghỉ nơi nào bên đây bên còn chưa quyết định và mời ra những ông học được một chúng ta có phải không phải không không có phải được quyết định ra tất cả hồ sơ liên quan đến cái gì qua vào đại học học hành của các chị ra đại đi ra thì quỷ nó làm đó chúng ta hiểu thế này là khi chúng ta có tiền thì ta phải nhận nhiều hơn nhiều hơn chúng ta phải đồng chúng ta đi đi trong đó có tất cả sức bảo tàu những hồ sơ lưu trữ của các chị bà tôi và con đó là quyết định có tiền được kết quả bảo tàu để đi phát triển hàng năm của các nước nhiều các của các anh chị để đi lên được nước tài tương cả ở nước tương cả đấy còn như thì mất một cơ thì bảo vệ có lên lên để chi trả được bao nhiêu để làm việc làm việc tốt nghiệp tất cả mọi cái thì các chị nó được lưu trong một cơ chứ chỉ là tài trường để cho nên rất nhiều trường hợp cần chi quay về trường để mà ta lưu lại các tài liệu cần thiết cho chúng ta ví dụ là hiện nay chúng ta đây không cần làm gì chúng ta đi học ở các trường cần yêu cầu không làm gì chúng ta đi học các cả lúc đầu chúng ta phải bảo vệ trường học để chi tham lưu cho thầy người đó và trường đại học cũng đảm bảo phải chi lên đến một cái lúc gì tất cả cái đó trong hồ sơ của bộ y tế tuy nhiên sau khi đạt được kể cả kết quả học tập chi tiêu nghiệp của các chị các cái tài chi tiêu nghiệp thì phải được tuân thủ theo quy định của các chị chứ còn kết quả mang tài liệu mang của các chị thì nó được đúng quy định tại chúng ta tại được nếu mà lúc chúng ta kết quả nó lộ kết quả thì chúng ta phải được đúng đúng rồi tại cái chỗ thì cũng bị thay đổi thì các chị hòa đồng lòng giúp người dân các chị thì tất cả tài liệu chúng ta phải tổ chức tài liệu nếu mình quả mắt cái gì là cái quả mắt thì có thể giúp được cái gì nhưng mà một hai người sai rất là khác biệt
thì như chúng ta bảo có liên quan đến từ từ sau thì chúng ta đã sử dụng cái trong đó phải có cái gì đó đó nó tìm cho ta trong cái cuộc đời tổng thể của sự kết số đúng không? Thế là chúng ta muốn tưởng theo ở những cái này khi chúng ta nhận thấy chúng ta đang được phải vòng mình theo cả các vấn đề và còn số thứ tư ngày nữa tất cả khi chúng ta ở đây thì nó là cái gì nhất ví dụ khi tôi gửi đến cái nhà trường cho các bạn một phần thì nhận cho các bạn đó là kết quả của con một bên nhỏ là ế tức là thế thì chỉ đánh tất cả là của người bốn đôi khi các bạn được nhận từ quý trong một của người đó thế các bạn là gì của người các bạn hồi cũng các bạn là gì người đến đâu ta chỉ nhận cái số đó luôn luôn phải có ở cái gì cơ quan cái gì thì sau này chúng ta muốn sử dụng bản theo cái đó luôn hoặc là cái số đó để làm một chỉ một để sau có một tin để công tác tương lai rồi là nhìn trong cái cuộc sổ đó các bạn làm một biên độ nắm cái số biên độ của cái số năm 2018 thì ta chỉ biết cái gì trên cái đề lúc từ sau này là số biên độ của 2018 thì phải có văn bản đó trong nước tiền chúng ta không được nhân rộng và sẽ bị tập chỉ mong các bạn được công khai đó và cái nữa không bị được thời gian để chúng ta làm một tiền và trên thực tế bây giờ một nhóm là các phương pháp để chúng ta làm cái này tôi nghĩ chúng ta sẽ để chúng ta bảo là có công việc nó phải nhìn để chúng ta không có tương lai vì vậy nếu chúng ta bảo là công việc trong 2020 thì tự thay đổi công việc đó à đây là cái việc chúng ta phải tự trong thời gian ví dụ có công việc để mình tránh hoặc là nhưng mà chúng ta có công việc trong thời gian có công việc làm thêm á tức là không nên chạy vì không đưa hết hàng chúng ta phải bỏ hai cái tiền đó một cách bây giờ là những cái là chạy chủ yếu trong những cái công việc có phải là công việc chạy vì chúng ta hay chưa là vì chạy vì mình chạy vì ta hay thì phải công việc đó thì bây giờ thì khác một cách bây giờ chúng ta một nhóm cách khác thì chạy tức là công việc hay đấy đây là mình chạy vì chưa là một cách khác trước khi nghỉ hè nó có tăng khoảng một sáu còn lần thứ hai là công việc thêm mười thì phát ban chạy đi khoảng 80 sau lúc được tháng 12 sau lúc tháng 12 thì phát ban chạy đi khoảng trước Tết hơn một đêm thì cái đợt đó trước Tết chạy đi sẽ đi chỉ kiếm tất nhiên các cảnh gì cái đó còn bây giờ chúng mình cái này thì họ thì gì nên có nhớ thì trước Tết chạy đi học mừng thì rất thích khoai và học mừng năm mươi không sau là năm mươi chạy đi học mừng mà tháng năm mươi sau đó là cũng không còn luôn thời xưa còn bảo học tiền thì nó cũng được biết trong trước Tết học tiền bây giờ nhiều cũng phải học tiền học tiền cứ học mừng là cho bạn giống như chúng ta đi ăn cái gì biết đây bán đủ đó và đây đấy được không cho bạn ăn cũng sau khi bảo bạn cái gì muốn ăn đó là chúng ta có pháp luật mỗi người có quy định và mình nói đây là phải ăn nước là đó mà cái gì cứ như thế được đấy và họ cũng xét một cái gì cứ như thế không có còn gì mà mình ăn cái gì được cả được nên mỗi người có quy định và mình có pháp luật và quy định cho mình để ăn nước không vì cái gì đấy là phải như thế nào phải như thế nào khi thầy thì vô cơ đó khi phút học khi thầy thì vô cơ trong học thầy không có được thành pháp luôn giống như thầy thầy như thế nào cái gì tại đây bắt được học sau đến cho nên cũng được học được theo một cái có thể là còn giảm giá thế vì học tất cả thì cũng giảm đi nó phải thành nước quan trọng nào mấy đứa đó là tư nên mấy đứa đó là khi ta có mấy đứa sau kia là tạo kia là thế còn giống như chúng ta với các học sinh viên rồi các học sinh còn mặt tương lai cũng thấy học đạo được tôi biết cần biết đã là đó thầy mang cái môn người đó cứ dạy còn mặt tương lai cũng dạy cho mặt tương lai cũng được không mặc được à cái này có quy định là còn mỗi bắt buộc mỗi đạo phải được mà khi họ có đạo thì chúng tôi có phải giải thích không giải thích anh có đó đó được đó thì còn mình có được đâu đây là hai cái chủ mặt nước mà mình chưa có được đó là thầy do nắm cái này là chỉ để mua để xin cho nó đầu tư mà đó là
mà khi nó còn lên đây nó còn đó thì mình học cái đó cũng đó thế đó tôi nó còn còn chi tiết nó tôi đâu biết mà mình biết sao thì tôi là còn được chi tiết đấy là lúc này thôi thì tôi bắt được giải pháp chi tiết và họ bảo tôi lấy cái bảng đó là Thank you.
do đó là không có việc anh gì. Rồi tôi có tên gì nữa, nó tên của cái phụ nữ đoàn nào cũng không phải là cái gì của tôi là. Nhưng mà tôi phải chút đây, tại vì tôi biết khi nào tôi lấy cái bọc của cái gì tự nào, tự nào phụ nữ xuất hiện, tự nào phụ nữ chỉ kiến chỉ đa là, tôi biết nói với chỉ đa là. Không, không biết mà không sao, không biết không. Đó, đây là không phải là không có gì đâu, vì có việc nào đó, mà đó phải đi bắt, bắt người tôi đó, tổ chức, mà đâu tôi tổ chức đi bắt được người mình. Cho tại sao cấp phong tổ chức chi tiêu phong đơn, phải không? Chúng ta là hành tẩu, không được tại vì đây là nhân viên, tôi không chỉ để đó, tôi không chỉ để đó chết, tại cái công ty này, tôi mất thời gian tiếp tục để việc họ thành, rồi để đi dự các cuộc họp, những cái, tại đây thì họ, các chuyện ai phải làm, rồi đây là một việc do chúng ta công ty tổ chức ra, hôm và các thành viên trong gia đình tôi ký kết vào ba trường hợp, một trường hợp là một trường hợp người ta và tôi tin rằng thấy một đơn vị của tôi đến cái trong hội đồng được là ba cả các vị trường hợp các thành viên trong mà người nào ở trong đó các thành viên trong phòng ba là để trong để các phòng ba và phòng ba là những căn hộ nếu mà chúng ta phòng ba là tới thì là phòng ba luôn cũng được đạt được và các bạn có thể đi mẹ đó để đi mẹ không có được tiền nhận tích không nhận tích được thì cả tiền từ sau đó cho nên đủ dương cả cho nên là chưa rất là tất cả những cái tạm thời cao trong môn thì có hai phần đó nhé một phần đó là công việc của nhân viên nuôi của chúng tôi là biết đấy còn cái nữa nuôi mẹ bảo là theo phải đi sang công việc còn những mẹ tôi mà đang cùng với cái gì đó đó cũng là mẹ cả đến của tôi thôi thì không còn công việc là tôi đứng dậy không có bảo phải tập và tôi không tập tại vì tôi đang không tin là cái bài này chỉ là đi chân tay đấy không mẹ cả gì mà cả đến để làm cái công việc cho nên cả gì không bất kỳ cái tổng thống tôi bắt cái bài nào đó đó tại vì cũng bất kỳ mà cả gì mà các bạn ơi như vậy thì chúng tôi đã tổng thống ra rất nhiều rồi không sao. Nếu mà đi như thế đó, tất cả những mình cả như mà tất nhiên là không ra biết cái đó, đi mấy người cả như thế kéo vào một cái người dân cả như thế, không nghiêm tâm không, không có nghiêm tâm không nghiêm tâm thì đấy là cái kết rồi, tiếp theo, và bạn cái đời cảm lý thế này thì chúng ta phải chứng hết mà cái gì có thể hạ, sử dụng mấy công cụ của này một, là tình là tình tình của bạn này nếu được, để các bạn này các bạn này tại cái làm gì tại cái trường hợp phát triển rộng tại cái trường hợp chúng ta không đồng hòa ta chỉ nhớ nguyên tắc không của bạn cái gì thì đấy tôi cũng nguyên tắc sổ phần thứ hai mà chúng ta thì đây ta không nên giải quyết nhiều công việc quá hậu phần thứ hai thế là những công việc mà trước từ nhau để là thì chúng ta có thể giải quyết được ta và những công việc mà khác biệt nhau bốn tập của ta tức là nguyên tắc và là sáu phần thứ hai và là ta cùng giống như anh đang phải làm là mình có thể có được cái là gì quản lý cái gì quá sáu đầu mối quản lý các nhau và các đầu mối từ nhau thì có thể được ta sau cái đó khác biệt nhau bốn tập của ta tức là bao công việc cũng vậy anh đang có việc không người khác thì anh cũng chỉ biết sao phải như vậy sáu nhiều lần là ok sau khi làm những nhiệm vụ đó rất là lớn lao thì có thể đó sau khi làm các nhiệm vụ đó là phát hiện ra thì mỗi cả đội ra tức là biết ra tại vì đây là một chức năng mà ta quản lý để ta dùng rất nhiều và biết ra sáu phòng thu hồi sẽ bị đánh rơi sau khi tổ chức bổ sung công việc vì một cái lý do bộ nào không người thứ ba đấy không có rất là nhiều không đủ khả năng để có thể kiểm soát là sáu vấn đề điều nào không được ta chỉ hiểu mà mình giải quyết được bỏ được bỏ được nhưng mà bây giờ nó bắt đầu xử lý công của nó đấy mà không thể xử lý được quá cái gì sau cái hình thảm cho mình có thể mà biết thời gian cái gì người ta bỏ không được bạn không thành đó bỏ xử lý của nó thế này thì tất cả là để biết nhớ hắn ta thì bắt đầu biết chuyển hóa không chỉ nhớ hắn là có chỉ nhớ đại là khi cần cho nó vừa nào thì có thể chuyển hóa được bằng sau cái hình thảm không tin tưởng được còn đấy là cái dung lượng tổng tài có rất là giống thì không đủ phát triển rất là những cái cơ sở ba của mẹ cơ sở bất kỳ nào được phải là nên có được không tại vì mà cơ sở bất kỳ nó phải được là những cái cơ sở bên này à cái cửa này
nó không chưa đó phải như thế này muốn làm những điều tưởng không tốt đâu thì nó sẽ như dưới cái nhau như cái cây như cái cây anh nói nó bị lửa cái cây bị lửa thì không muốn gì để chỗ nó đấy đấy à khi như vậy thì làm như chỗ bạc tiền là như vậy lúc được nhớ của nó cũng được thì hết rồi nhưng tất cả thì nghĩ của nó có cơ thì nó ở đây nó là không có thì chỉ nghĩ được bằng sau ok đó là số và các cửa hàng đang ít nữa thì tám còn nếu như mà đạt được thì bốn đó là chúng ta cái hai sử dụng cái thời kỳ của ta của các chúng ta để ta biết rằng là những việc gì đã làm giải quyết xong phải bị tiêu giải quyết xong nhưng khi chúng ta rất hay bỏ quên công việc và những công việc chúng ta đang giải quyết từ trước nhưng mà sau ta quên xong cái gì nhật ký giúp chúng ta theo dõi không bỏ công hệ các công việc của một cách có thể chúng ta đâu có ta đi một thẻ mà đủ thẻ thì như vậy là chúng ta bị việc đó phải giải quyết đâu tất nhiên là chúng ta không thể theo dõi công việc thì nó là thẻ thôi chúng ta có thể là trên bàn chúng ta có 10 bộ thẻ chúng ta sẽ có 10 cái thẻ để mang đó và cái này giải quyết xong thì chúng ta phải nhìn thấy đủ thẻ luôn và như vậy là có thể giải quyết xong để công việc đó để giải quyết được chúng ta không nhớ tại sao là giải quyết và tại sao là giải quyết đến đâu tại sao chúng ta đang đây việc điều chỉnh chưa xong thì ta nghĩ cho cái thẻ thì là chúng ta nhớ à thì việc này chúng ta đang làm việc chân chưa xong thế rất nhiều người là chúng ta phải bị quên lắm tức là có những cái chiêu thức chúng ta đang làm việc chân và cái nơi bàn tay và cái nhiều và cái đó mình giải quyết xong chúng ta đi buổi chân phải có một phương thức đấy đó là và vì nơi phải đi quên là họ đã không mang ra đến ngày hôm nay phải đi sang công tác và ta không nhớ tiếp tục công việc gì đó là ngày chúng ta giải quyết tiếp tục cái thẻ công việc của chúng ta đó đặc biệt các thời gian đọc thư ký và bài này bằng cách là sử dụng thư ký có thể bị phong chỉ cho bản thân rồi và phải bị bảo mật phải bị nhân phải bị thư ký được giao được biết làm gì được rồi và mong các biết ở trong đó vừa làm các thứ như là người cho làm thư ký trực tiếp cho họ tất cả chúng ta đều để cho gửi để cho hoàn toàn này qua nhận được chuyển đổi thì tôi thì đó phải làm đấy từ trường hợp mà không biết cho đâu và từ trường hợp mà tài liệu văn thì tôi cũng cách ngồi mình trên các tài liệu văn phải cho nên văn khóc một việc rất nhiều thì tôi lại bị một cách về ngồi mình vì không được bảo tất cả cái điều đó là gì phải bỏ hết mọi thứ tạm tình cảm bỏ hết mọi thứ và làm tất cả tài liệu khác tôi cũng chỉ đó phải đọc và đọc không bỏ là gì biết tài liệu cái bản gọi là hiểu đạo thế là đọc các văn bản ở đây thì đấy một chút là học viên chúng ta chỉ một người sơ tán rồi bảo vệ nhà trò vừa lúc biết cho người khác và đặc biệt đóng bỏ là cái tính cấp bách của cái thời gian giải quyết tức là tôi chưa ra không tức là bình thường thần tốc và không thần tốc và cố gắng chỉ việc đánh chéo của họ và chiều nay tôi cũng chạy đấy tôi về tôi sẽ dạy cho họ và tôi sẽ trả lời và nếu tôi phải tay người đóng chân biết tôi phải đọc thì tôi phải đi ngay ở cái việc bảo vệ cho là chỉ đạo là chuyển cho ai giải quyết ai ở đâu đi đâu thì đó các bạn đọc ra có cái gì thì lấy lấy để triển khai cái nào đó thì tôi sẽ giúp cho anh chị các bạn biết ra để các bạn con phải là công đọc hơn và nếu mà tôi còn biết cái cả hai hoặc chỉ tôi biết cả mấy cái nữa thì về ra tôi còn phải đi gọi để đọc được tất cả không thể nào mà tôi không có đọc đi có cái gì đó không đọc tôi cũng tập trung vào cái chuyện đó cái đó tôi sẽ biết rồi lại khi tôi đọc được tôi biết tôi nói là gì đó phải chỉ đạo lúc chúng ta phải đọc các vị này không biết cái gì là chúng ta nên làm để rất là vấn đề chúng ta cả gì cả mà để người dân chúng ta biết cái gì đấy mà đấy thì là cái đặc biệt mà chỉ là cái đặc biệt là bảo vệ cần gì rất nhanh là phải chỉ biết cái này đó mà phải biết tâm nhiều khi mình nhân viên đó mà đó biết gì thì biết rất là rộng mà cả liên quan đến người ta làm rộng biết đâu thì đó là học viên sao hết tất cả mà cả ba phần một phóng đó nữa và chúng ta sẽ phóng đó là có phải cho rồi chúng ta biết liên quan đến hai cái thế nào thì biết được và ba cái cách chỉ định hành trình không có đó cách chỉ đạo cái đó có đó thì có đó tôi rất là cái gì mới đó để cho chúng ta đọc và phải gì rồi giảm hiểu cách của họ bây giờ cũng được là ba thứ cái gì học nhiều cái cách nhất là trong học thời gian thì đấy là cái đấy chúng ta chỉ tuy nhiên thì đấy cái thế thì đấy chúng ta đang phải đi học được một cái phương pháp cho gì hay và cách gì lên làm cho cái cách này để các bạn khác cần chạy đi phục vụ thời gian của anh chưa thì anh đó là một cái tổng thống chạy đi của quy tổng thống từ từ năm hai đấy của anh chị anh này còn chưa có làm việc cực kỳ hiệu quả và cái phương pháp làm việc của chạy đi của tổng thống anh sao để các bạn khác cần chạy đi phục vụ thời gian anh
Thank you.
tôi có các em đấy là cái năm cũng phải đi đâu phải đi cái này thì lấy báo đó đó là đồng kết quả đi đâu là phải do đi máy đó ngay ngay cái tổng 13 cái tổng có thể ngày 12 đúng thì em nào thì phải đủ số tiền rồi thì có một phần thật nhiều may đến chạy cho mình đọc chạy đi qua các bạn vì cái thái đó thì báo cáo nó rồi báo cáo nó rồi không kia tất cả những em nào bà con cái đây luôn là tổng cổ đó đến cái cơ sở dữ liệu của họ để chưa khác thành thì không thể các em không thể lo có được hết rồi thế nên là đồ cho nên thực tế thì không thể lo được chúng tôi lo được cả đó rất đáng kể như vậy có thể dữ liệu của họ có bao nhiêu chỉ cho em là được xác nhận mà người ta đang thực tế đâu thì lo lắng tại vì dữ liệu đấy đấy là hệ thống của bạn các em bị xóa và chưa khác không thể cho các em cũng thể được bây giờ đâu phải chưa cho các em cũng thể làm không được vì sau này em đó sẽ không có bạn và đều sẽ không có bạn không có bạn không có em đó các em sẽ không có bạn đấy là đúng không thì bây giờ mình chưa làm được là sao đây là một cái điều các em còn đấy trong một bài đó tôi nghĩ rằng mình không có lòng đó và mình có lòng thì tốt nhất và tốt nhất nếu mình có lòng đó thì không phải cái là khó hay không nếu mình hiểu các bạn thì mình không thể hiểu các bạn nhưng khó hay không và mình biết là phải mình khó hay không thì có thể cho khác chưa và còn khác chưa không có đất ở bên trong chúng ta thì không có thế ở bên tắc ấy là phải vì nó có chúng ta có phải ra cái đường còn thế được tại sao nó phải đúng được tại vì ý của nó có bao lâu cũng phải nên nếu bỏ thì đi đó mà chỉ có tài liệu để ký tài học thôi biết thấy chưa có thể bắt chứng của được và đủ các tổ chức của được nhưng trước tiên phải giao cho các trường đại học thực thi ôi nhưng mà chắc là các trường đại học có tiếp tục chưa không có gì đó nhưng tôi nghĩ rằng là mình không làm gì tiền để được được thì thành sau từ đây thì hai cái góc quản lý của đầu được phải giao cho tại vì các trường đại học biết tốt hơn và ít bị tại vì ảnh hưởng hơn nhưng cái đó có gì là các trường đại học có bởi vì không thời xưa cái quản lý đại học không phải có một trường hợp để cái loại này biến cái cảnh như là cái hệ thống giáo dục của ta cảnh nó xuống cấp ghê rồi các trường đại học đa phần chỉ giáo cho các trường phổ thông đi không yêu mình tốt đẹp nhớ lại đó chứ còn cái là khi tự tận khi thì không có cái vật gì làm rất là đẹp trong cái phong thủy nhưng mà làm cái gì này ví dụ chưa đọc cái qua là bằng cầu cũng phải được ok để có đọc cái việc các cái những việc trong chỉ số của tôi không các anh có thể là các chương đã làm cái nào không chỉ chương đã cả đọc các chương khác mà làm cái gì ví dụ thấy không ngoài ra cái này là chỉ có áp phong mới được thoát ra tức là rồi cái gì là vượt qua chủ quan của hội trưởng đảng ủy phường lãnh đạo tiền phương tỉnh tiếp vào đây các công dân chỉ là đó quan tâm chúng ta chỉ có một vài người biết ra về cái đó không phổ biến thì không ai biết cả ta là có vài điều không phổ biến gì ví dụ có câu chuyện này các nhân giả từ bỏ chính cái này các cái có thể làm tốt đối tượng các em đó và do đâu thì xảy ra như thế này tất cả các thứ đồng hồ sơ dữ liệu trong số sách khác đó hôm qua tại vì đấy tại vì bốn đi và chúng ta phải đồng thái bốn đi năm đi và đã thành công và đồng hồ sơ thì sẽ thông báo tiếp thông của thành viên đó có thể hoàn toàn không có đất ai đi nhưng hiểu không đâu thì đã được quyết định là 15 giờ ngày 8 giờ và thứ hai để kết thúc đồng hồ sơ trong cái bài hai cái bài trong cái phẩm chất mà hiểu không muốn khi mà mình đi ra đó đó là cái số việc đó Thank you.
Tapi kalau saya mau dijawab, mengapa kita tidak ada? Tahu? Tapi saya sudah mulai, tapi sudah tahu dah, apa yang sama kita saya mesti ada, ada. Nah, kemudian melihat apa kita yang kamu tahu, atau mungkin saya kita level, tahu kita mau saya itu lama lagi, bukan jangan mau kita tapi sudah jadi mau kamu tahu, saya sudah tahu kita. ทำเนี่ยเฮ้ยทำอย่างไรก็ได้มาบอกผมแล้วก็บอกว่าไม่ได้ฮะเรื่องต้นเรื่องเราตอบคุณไม่ได้ผมเลยแค่เดียวฮะผมทำตอบคุณเองเฮ้ยเป็นตั้งแต่การเมืองเราต้องไปคุณทำแต่ไม่ต้องไปฮะแต่เราต้องไปที่การที่ด่าเราแต่ที่ต่อจากด่าเราแต่ที่ไม่จะ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 
mặt bằng này có mất cả tám tỷ chứ không phải một tỷ đó. Còn ví dụ đây là học tập người ta người đi học người ta thì lúc nào cũng có tiền đó, mà không thể kiếm được thì nó phải có những cái phương pháp để nó làm việc ngày thứ ba tôi được học tiền như thế. Nắm đó là cái gì em chỉ để tôi nếu mà học cái bằng mà bảo là không thể nó không đáp được đó. Vậy thì chúng ta thấy ta là nói được cái việc tắm của vị trí ta đến cái bảo của các bạn hết. Và đây là chúng ta không chỉ được mất cái bài mà phải biết tập tôi nói để cho nó tham gia thì nên gặp với cái chỗ cao như thế nào thì là để là chúng ta có điều chỉnh cho trong khi con đầu này đến còn bao nhiêu này thì để như vậy bao nhiêu cái cây bảo gì cả thì nó có biết được con cái bảo cả đi không cho chúng ta cho chúng ta nói cho bảo hết đó thì chúng ta cũng phải biết để như vậy thì chúng ta thấy biết bao nhiêu cái chú bảo và để cho nó là công an điều tra thì gì cả chủ yếu là các bạn từ đó, rồi còn chúng ta bảo là chúng ta sẽ không, nhưng mà chúng ta bỏ ra là để mình tiếp theo chúng ta bảo chúng ta tiếp tục làm cho toàn ngành không một không chúng ta đạt được, chứ còn để tham gia để bắt đầu những người ta cố gắng cùng chúng ta giải quyết luôn, đó, mà cùng chúng ta đi làm công tác ra, nên để chúng ta mong phải đi kiểm soát cùng trên báo chí này, sau rằng là có thành công nhất nhất, báo chí tuần ra, chúng ta sẽ không. Tôi đã bầu được nhiều tập đến tất cả các vị lãnh đạo trung cấp bộ bộ. Đó là tại sao quân chiến này không thể có công việc tế cả. Nó không tồn tại vì kinh tế của công quyền tổ chức là tại vì tao là như thế bảo vì chúng ta có. Cho nên lúc tôi làm chỉ để làm một khổ việc mà cứ ở lại làm sao. Cho nên mình là gì quá đều đạo thế. Cho nên ông sự mà nhà ấy là thay mặt tại vì một cái phần tại chỗ đó chúng ta tại vì nó có hiểu thì nó hoạt động rất là con để đi truyền thông à quá nhiều các chủ và người ta thực tế tại lúc đó thì chúng ta phải biết về quan hệ chặt chẽ với truyền thông với bản chỉ với ngay cả các bạn và yêu cầu tất cả các đơn phải thành lập cái này làm đó và là một phần quan hệ một ở đây tổng cộng là ba ngày là ngày gì một phần ba năm có thể không được bắt đầu 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 thì đồng ý đó tại vì nó đang có phải bao nhiêu người mà bao nhiêu người bị sốc bị tạt đồ cứ lo sợ chết thì cái này là cái gì phải làm nó cũng thành công nó cũng bị như một việc thành công ra được thì cái quan trọng thì không thành công và không bị được để nó cũng không thành công đấy là tại đây là bắt buộc chúng ta phải làm công tốt cả sự quá trình đó hay là học văn học sĩ gì gì đó để đọc thì có thể thao học thì hay có thể từ đây thầy sẽ lấy công ty kiểm soát thì ai làm cái đường thì anh đâu thì mới được đầu tiên đây là những bổ sung cho họ không có được thì anh cũng phải học ngay ngay được và một bao nhiêu lắm một lần cho nên là đã đó phải đó đấy đọc thì cũng thấy khác rồi cũng học tốt rồi nên anh đủ để anh nói là người ta nghỉ luôn tập nội tâm cái đó là cũng quan trọng đấy. Tôi là thấy cái cảnh là cái gì đấy đến tuổi tốt và nó bằng bằng tuổi tôi đã đến đây thực ra nó cũng cảnh
chơi ấy, thì cái của mình là quan trọng một sau ta làm bài tập ta sử dụng được thường là cái cơ quan để chúng ta đúng ta tìm một cách để điều chỉnh biết thì nó trong tác phẩm của thiên hạ ta có đọc chúng ta cũng phải giá trị của ta đáp trả có cái cũng được kể cả những cả đời ra cấm bọn đó thành lớn lên từ trong một cảnh giác quả thành bảy thì ngày cả cái ta thì nó đã chẳng có từ ta chỉ đó là chỉ có thành không thấy của người chỉ này không chỉ đó để có của tôi được cao nhất là của chúng ta chỉ là con của ta thôi còn cái chuyện chúng tôi còn thanh kết đó đó được cùng một quốc gia cùng thầy thầy làm ra đỡ tóc bọc phơi không thì không thì không tất cả những chờ đợi thắng cái gì với các con lần lần thật và cái này là chúng ta không thể như thế là không không như thế à đấy là một cuộc cải của tôi thì và bắt đầu của cải của nhân dân là một thế gian đó giải thoát một góc của người cả cho nên người phải có tin đây là cái nhỏ của nó cái nhỏ của nó thì nó thuộc về phù nhân không có gì chẳng có gì cả ở đây là giá trị của nó đó giá trị của nó thì nó thuộc về cái thời gian của nó học thì ta học người ta ra đến thời gian ta học thì phải bây giờ ta hiểu được là cái cái cầu cả vào cái cầu quan cả ông bảo cái không có cái thời gian của con thì thời gian giải đó thời gian của con để đi ra cuộc cải thiện vô vi để đi ra tất cả những gì mà con đã giải thoát bây giờ con được giải thoát nếu bảo là con được giải thoát là cái gì và con được giải thoát thì giải giải thoát thì giải vậy cho nên chúng ta biết rồi thì ta giải thoát thì giải chúng ta không phải có cả lời gì tức là ông đã hỏi thế là thời gian thì ông bảo là thời gian để nó phục hồi cuộc đời của họ trong trong cái đời chúng ta đó thì chỉ có mỗi cái duy nhất thời gian là phục hồi cuộc đời của ta thôi tại vì đấy là thời gian là phục hồi các bạn vậy khi các bạn đang sống trên đời này thời gian là phục hồi các bạn thấy nhớ để sau cho sử dụng cho nó tốt nhất cho nó không mà thì phải thời gian các bạn chỉ có được mấy chục năm cũng để đó thôi dùng cho một cái tiền dùng cho một điều quả cái thời gian đó là các bạn phải cúi cụ người cách đi đâu người chạy đi ra người cái gì này là con tâm của chúng ta thời gian mà thời gian thì ta chỉ có tiền đó các bạn mới có thời gian cũng có nhé đó tiền bạc của cái nhiều cả nó bóc đi bây giờ hỏi người nào anh tiền bạc của cái nhiều thì làm gì đó không mất thời gian rồi không có đó ai không có ai không hạnh phúc cái đời này chỉ là được thời gian đó vẫn là có quyền lực địa vị thế thì làm gì đâu hỏi chung thì biết thì họ thì đã bóc đi nếu không biết thì phải đi đâu rồi cái gì đâu những cần văn minh của bất kỳ đâu còn văn minh bây giờ phải như thế thì đã làm các cái gì hết tức là cách là phải bảo vệ cái sự tồn tại của thể chất bắt đầu chúng ta từ cái thành viên của ngày hôm nay xã hội không có thể có được một thì cái mùa ăn của chúng ta sẽ bắt đầu để không được đâu nó mấy có một con người mới không có cả phải có đâu đã có đâu thì chỉ có bắt đầu thành viên của chúng ta là đã có đâu thành có đâu nó làm có đâu nó không có đâu quân thế nào là như chúng ta đang làm trong đó chúng ta còn phải biết là những công ty có người vào trong của quân nước mới có nên là những việc gì như thế thôi trong cái lực lượng quân thế này có giải các ngày là chưa có chưa có nó không có đâu không có gì hết đó có nên có lực lượng chưa có thì lúc cảnh ra như thế nào là gì bây giờ tôi đang làm đến cảnh ra thế nào rồi khoa học thì không thành phố đà nẵng Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
giải quyết. Cái thứ hai là phát triển công thức. Ông mà không để ý cũng là phát triển công thức, là đẩy mạnh phát triển công thức. Mà phát triển công thức là tự đạo tự nhiên đấy. Thế thôi khi đó ông cũng rất là kim hạ cái đạo chủ tốt, đạo nhiệt độ. Nhiệt độ là một nhiệt độ phát triển. Cho nên ông không thể nói được cái đạo mà phải đi nhiệt độ. Ý tạo thương hào mà không có ủng hộ đi chặt hướng tới và cùng bồn chặt mình để yêu Việt Nam vô cho nên ta có thể ông thì có rất chúng ta trong khi này thì đó cả thì ta một chúng tôi phải làm cái đầu biết mình được công nhân cho nên thì này là cũng chẳng có ý một thất bại để theo công sự đâu là lúc đó là chúng ta phải có công bạn đừng nghĩ đến là giáo tốt không 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 khi đó sẽ không có công nhân tôi không thành lập được tại vì muốn có nghề gì nó sẽ là công nhân tôi nó sẽ là hoàn thành không ủng hộ cái này. Tôi còn phải tăng như vậy thì rất là rất rất rõ là rất nhiều người tham gia trong thể hiện tôi đâu trong trong cái rút kinh nghiệm của công sản các anh thì hôm nay cộng sản mới nghĩ đến việc là trong đó là phải đi sau này thì không được là cách mà chúng ta là chúng ta phải vượt lên những cái trong đó người trong đó không phải là công sản nó không có cách nào được của đảng nhưng mà nó phải là công sản nó nên công sản như công dân công sản phải không thì ông sẽ hiểu ngô của mình thì đã bắt đầu nhập như thế. Tức là làm cách hàng tư sản thì lấy tiền dùng nhưng lại không phải chỉ dừng lòng hấp dẫn là những cái đối tượng thực chất cũng giống như quan gia cái này mà ông không có cơ hội ông cũng chưa thể phát triển công nghiệp cơ mà phát triển công nghiệp đấy nên nó ta vừa với những quốc gia mà phát triển kinh tế trong những cuộc đại dịch đấy mà khi có thể kinh tế tức là chủ nghĩa cũng bảo và như đó cũng là kinh tế hàng hóa thì đầu tiên không phải là bằng cách tưởng tượng mà đầu tiên giải pháp là bắt đầu là bằng thanh toán là trao đổi cho nên là đó là điều kiện của kinh tế hàng hóa và kinh tế hàng hóa là vấn đề rất nhiều đầu tiên để có phát triển kinh tế là nếu chúng ta không có thành công thì việt nam chúng ta còn lại là quốc gia phát triển thứ bảo đầu tiên thế giới được trong năm vừa qua đó rất nhiều cái cải cách của châu âu có nhiều chỉ trích rất hay đó nhưng cuối cùng không thành công chúng ta bắt chỉ cơ hội trước khi cái gì cái quan trọng hôm nay cái gì thì đã làm là đã làm nhân quyết khi mà các quốc gia cần mà bảo vệ cộng đồng thì ta phải áp dụng để quan quả cả ta phải là cho nên còn cái gì đấy là cái họ có thành công là cái gì mở cửa cho nên những sáu ngày ta mới mở cửa cách đây cái gì hai mươi năm phải nhớ vì sự chúng ta phải đi đạt phải đi bỏ qua rất nhiều cho đến những cái thời kỳ của năm một nghìn tám trăm năm mươi tám tháng bảy đó mà những việc mở cửa thì các bạn việt nam bây giờ chúng ta không cần phải làm vì sao không mở cửa đấy một nghìn tám có khi xuất ra cho đến sau này phải thì phải nói đến những việc năm ấy phải rất được phải nhớ ở đâu đó vì các bạn gì mở mới mở cửa và giờ phải nhớ mở cửa ta có một hình thế như hiện nay đó và chúng ta bỏ mất rất nhiều cơ hội để mà đang làm cái gì đấy việt nam ta rất giỏi nhưng mà ta bỏ mất nhiều cơ hội. Ở đây chúng ta nói cách, cái thứ hai là chất lượng đặc sản và cái thứ ba là phải nâng cao đó. Việt Nam trồng chất lượng đó ở Việt Nam, chín mươi phần trăm đó, để nâng cao đến Trung Quốc và những nhà sản xuất sau thì không phải là của Trung Quốc, không phải của Anh mà sau thì cả đây cũng phải của Trung Quốc đó. Như vậy chúng ta làm chủ của nó theo công ty thì ta bây giờ chúng ta bỏ công tác tại tỉnh Bắc Giang cũng không đủ đâu đó. Mà nếu như chúng ta để cao cả việc này, là không thông minh được. Vì đó chúng ta thì này chủ trương là tư tưởng là trong một quốc gia có cách khác nhau thì giải quyết mà chúng ta thì được có bác anh vì sao chúng ta thì ba cái lý do đó thứ nhất là không còn thứ hai là chúng ta còn nhiều nút đoàn còn là và cái thứ ba là chúng ta phải đạt đến tỷ lệ chất lượng ở lúc này đấy chúng ta không được một cách tốt nhất tăng tư tưởng thì khi chúng ta làm đó thì chúng ta làm khi chúng ta về tư tưởng một là chúng ta phát triển chân sự tự nhiên tư tưởng mà ở đâu mà bỏ tư tưởng được không ta chỉ có thể tư tưởng được khi mà tồn tại về tư tưởng đó tức là có thành công và thành nhân và chúng ta chỉ vì tạo tư tưởng được và là những gì đảm bảo của mình cho nên không có bị nó phá đạo cho nên không việc gì là những người già thích vô thì không ta phải làm ăn kỳ lòng không có được lượng gì không có nó phá ở đó là những không có tiền mà như từ già cũng là không có bị
You think about my life and what they do. I don't know what I think about the book, but the thing is, I don't know what I think about. I don't know what I think about. Thì có con người sống cái đối đó
thì cái trường phải cái áp được rồi là bao nhiêu bảo được rồi chúng ta được cái thu người đó không có tiền cho ai cả cái áp được rồi thì được rồi nhưng mà cái trước đó cái đó thu người là phải có thu được chi phí và thu được công sản cái áp phải cả người ta phải nhớ cái này cũng được đấy tổng không được rồi mà không được không được rồi nhưng mà đấy mà sao mà sao không nó mới vậy trước và sau lấy không thay đổi tổng hết tổng công ty đó trước thì đây là con người khác con người mà vì người bảo là người mua đây là ai vậy thì thay kết quả cho hơn cả bởi vì còn trước và sau khi giải gì mà không còn gì thay đổi nên thực ra nó còn thay đổi bây giờ chúng ta thay đổi trước và sau mới về tài chính thì bằng không đây là trước và sau đây dương thì đây 150 mà chúng ta cộng lại bằng không nếu mà lấy tạo hơn thì cả đó người mua người ta được hưởng phúc thì ra ta sẽ tổng lấy thì không còn những thay đổi tốt thì mới cảnh đó nhưng mà ta được ăn thì ra ta được chiếu bạc bàn ta được vui vẻ với bà hàng cỏ có như thì được mua thì ta bỏ được tư quốc gia đó có lợi ích của ta chứ ta được không có được bao nhiêu còn cái đó tổng lấy sau thì thay đổi đó à ta sẽ thành ra người mua cũng có cái bán đó nhưng mà bà cũng không ra phải tâm lý về cả đời đấy đó nguyên sắc hoàn thì cảnh thì muốn con muốn phúc thì cho con ở cả nơi đất công nó có con cảnh nhưng mà muốn cả đồ cả bây giờ cũng cả được hai trăm nghìn đồng thành đấy chứ đồ tay và cái lại cho mình đồ tay đó nên bỏ tiền và chúng mình chúng ta phải cảnh cái đấy của tài hoàn tăng lên rất nhiều sau khi cho mình cảnh chú cho ba người còn thì giá tài sản chúng ta bao nhiêu thì nhà cao hơn cả giá trị mà tích cực của nó đó đấy là chủ tâm cái gì cũng có sở hữu của các anh bao bao được bao được giá trị hơn cả của người ta cho nên một trong những tác phẩm mình bao được chúng ta ở nhà người ta thấy để chuyển nhà họ đó thì không có nói là họ cái gì là họ thì đúng chắc và ai bao được cái gì đó người khác là ông nội sai vì cái tâm lý này anh có nói sai người ta lại nói sai ông nào người sai ta cũng tìm ra vì người ta cái gì chính chủ ta là một cái là thấy nhất nó khổ quá nên nó không tốt được cho cái con người được khổ đó thì chúng ta phải chúng ta không có tiền mà bao nhiêu nổi thì người ta đang thấy nổi người ta có lấy nổi đây bao nhiêu được tập cái cách nào những cái tôi vừa kể đi ra nói rằng anh sai mà có được đấy thì tôi chỉ nói rằng là anh nổi thì ta rất đúng đó nhưng như là một con này đừng phải sai đấy chẳng đâu sai đâu mà làm sao cái cả anh nổi được đó nhưng mà trong trường này cho tôi thấy là đúng hơn thì người ta đâu có đấy bởi vì là anh cứ cứ nghe bảo ông phải cho tôi nói đi tôi đã nhiều cái giải đấy chứ ông cứ cứ nói đi ông muốn bao bỏ một bao muốn bỏ riêng cho tôi đấy đấy chứ chỉ cần chỉ muốn đây là cái đây có gì đó một chỉ đây thì người ta sẽ tự nhận ngay thì cũng bao giờ người ta phải nhìn vào trong đầu ông cả cho nên đây một cái đám trong cái đời kia yêu cái đó tại vì thế đó, tức là người ta mất bằng cái điều, tại vì cô có khổ cơ là cứ để chung khổ cơ, ta còn khổ xấu của mình cũng phải đâu, mà ta luôn luôn phải dựa trên cái lưu diện cho khác, để làm thế nào, phải dựa trên cái lưu diện cho khác để mà phát triển. Cho nên, hãy tôi nói, sai về, cái đó là sai về, cần sai, bảo vì sao, khi ta được sống là nó đúng, cái đó đúng. Alo? Alo?
trên thể xe của mình. Khi chúng ta mang thắng thế, chúng ta có được phép đối phương để giúp chúng ta trong cuộc đời chúng ta như đi bao hòa ở chỗ đó. Tức là khi ta thắng thế thì ép thành thật tại vì tối đa. Cho nên một trong những cái cao hơn thì chưa được cho bảo tại vì tối đó. Đó. Còn anh giải thích chúng ta giải thích như thế này. Khi chúng ta thắng thế thì nó lên là mục tiêu về cho. Thì bây giờ là bài hát của cái cao đây. Bây giờ cho bây giờ một cái người kia ở đây. Hai là bây giờ là ba là có gì gì. Ồ, như vậy là gì? Thực ra là gì? Thân giá đã được chất cực kỳ công minh trong cái vấn đề mà rất là thay. Thế còn khi nghe là bảo vệ cho nên là thành phúc đó là bảo vệ họ là gì? Tớ không thể thấy thế. Tất nhiên nó là thế thì chắc là thành cái hết. Đó, mà đánh cho bảo vệ là gì? Cũng thế thôi, cho nên người ta đã sử dụng phương pháp là khi mà chúng ta thắng thế thì lúc đó thì dân ta và người pháp của họ. Cho nên là hiện tại chúng ta đã không luôn cho cái đời là cho phương pháp của mình. Đó. Thế còn một đạo kinh nghiệm đạo được không nên phải được cái gì mà hãy được làm chứng người làm quân cái gì mà của quốc giáo đó ta phải bắt mấy người ta người đó khi nó có thể quan tá ở trong cái cảnh này là như phải nước với nhau đó máu thế người là đó là quốc của chúng ta người đại được chưa đạo kinh cái gì mà chúng ta là gì mà chúng ta tiêu tập rồi biết cái được rồi các chúng ta cái gì bảo không được chiến tranh không được để chi mô được thì không chân không tổ chức trong lần mà ta đã mà mang cái nhà đó thì phải mở đường cho đấy là quyết tâm sau lửa không làm được nó đã không bỏ không và không nên qua cái đời trên kia luôn luôn phải trả lời trên kia bây giờ phải không tại sao chúng ta phải không cần phải 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 chúng ta hoàn tất chúng ta đã là như vậy như vậy là chúng ta chỉ một món được hai không bao giờ có được hai cái gì đấy bởi vì chúng ta muốn có đời của ta thì chúng ta phải làm gì chúng ta về tổ tiên cái gì mà chỉ có ba lời thì mà nó cũng lời chúng ta cũng được thì không có cái gì không có gì hết á không có gì hết á bây giờ chúng ta chỉ mãi là một số phút để chúng ta là thôi bây giờ ai đang gì đó thì gì đó thế mà không phải là chúng ta thế không chính phủ thì thế được chỉ như cái đó và chúng ta rất muốn còn rất kỹ cùng khai là cùng cái gì đấy được không? Đấy là cái mà ta mong muốn những thứ như này là cái thứ nhất trong cái điều kiện bây giờ của đời sống của mình. Kể cả người ta thì không biết, cả người trong người dân trong làng thì không biết. Ta chỉ biết cái mặt thời người ta không có cái gì mối quan hệ sức mạnh thì đứng trên trọng không biết. Nhưng mà bây giờ theo công tác của con, cái này cái công ty cái ở trong kia nói về vấn đề thì trong đấy anh cũng phải đi công việc và phát cái đó. Công ty cái gì mua được một cái và một cái sau ở cái gì đó là chỉ không phát cái luôn là không ngồi ai đi cả còn chỉ không chưa có công cụ là gì vậy như vậy đó không có được cái có được cái đấy có cái bảo đó luôn chứ có đóng tiền làm thì đúng không cho nên ta bảo cái đấy đóng trả cái đó đó cái gì cái gì cũng thế như vậy cho tôi hỏi anh chị đấy như vậy cái gì cũng sợ đâu ông xem thôi không có được bằng thế được mà ông cũng xem á mà không nghe cái họ không thể bỏ ở đây để cái lập tức không có phải dừng cho ông cũng xem mấy cái mà ông người đó thì người đó lên mà phải cũng nghe đó thì việt nam đang còn nguy hiểm đầu đó ấy tôi thì tôi cũng xem ông cũng nói được ông bảo các bạn việt nam là tốt việt nam được cả với các bạn chúng ta được các bạn người ta việt nam cả những cái bạn chúng ta các bạn chúng tôi thì sau chúng tôi còn là quốc gia tôi tổ quốc tôi người dân của tôi và đang chỉ hoạt động không tốt bây giờ không chỉ là cái điều các cái vấn đề là phải nhìn nhẹ tôi cũng hay là phải vui vui cái đây là việc mà muốn lúc nào cũng phải như thế thì họ sẽ sống được còn thành công việt nam họ phải làm các thứ quốc của việt nam các bao nhiêu còn phát nguyên được đấy bây giờ thì chúng ta nên hòa mà không biết được thì chúng ta phải tìm cách để hỗ trợ đó và những cái gì cũng thế là trong tâm thái của ta cho mình nhận như thế này thì cũng không có bây giờ ta không thể chỉ có giá trị nên quay trở lại là thành trở thành đề lực cũng không mua thì phải chết ra cho nên chúng ta phải phải biết các thứ lượng là chúng ta phải biết lợi của người khác là làm ta cho là của con nhân chúng tôi phải bỏ tiền ra cho không phải làm cái gì làm thế nào thì chúng tôi cũng học tiền ở bên đó không ai muốn biết tiền đấy cái đảng cộng sản của mà đảng nhân dân cách mạng lao thì chúng ta có người chứ quan chức nào mà cũng không có được không có được chứ đấy chúng ta đã có một trăm linh năm 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 chúng ta đã có một trăm linh
Thank you.
Thank you.
I'm
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
body. Thank you.
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 Thank you.